Alo, dạ ngay sau đây sẽ là ca khúc nhỏ lớp trưởng qua phần thể hiện đọc rap của Duy Khánh, Trinh Tuấn Kiệt và phần hát nhạc dạo của Buka. Điên hả Khánh, cái đó ai gọi là hát nhạc dạo, nghe nó quê mùa quá à. Cái đó gọi là hát chorus em biết không? Tức quá, cái là chorus, chứ chorus là cái gì? Vào lớp mà nam còn ít hơn, vào một lớp mà nam còn ít hơn là nữ, mà mấy bà còn hung dữ nhưng được cái là rất xinh và cũng rất nhiệt tình, nên chúng mình mới khổ bị đè đầu cưỡi cổ bị sói vặt tùm lum. Ê, ê nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhá? Kim Đỡm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ tan sỏi mật sỏi gan, giảm đau viêm đầy trướng, ngăn sỏi tái phát. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Dường như chưa có hồi kết, đến tối qua ngày 25 tháng 7, Duy Khánh lại bất ngờ rủ Buka và Kim Tuấn Kiệt tiếp tục series hát karaoke mùa dịch. Lần này, chương trình ca hát cười ra nước mắt của Duy Khánh và Buka trở nên hài hước hơn khi cả ba chuyển hướng sang rap với ca khúc nhỏ lớp trưởng. Mở đầu, để trả thù cho lần hát trước khi bị Buka giành phần hát, Duy Khánh đã giới thiệu lần này mình và Kim Tuấn Kiệt sẽ rap, còn Buka chỉ hát nhạc dạo. Ngay lập tức, Buka phản bác cho rằng dùng từ hát nhạc dạo là quê mùa, phải là hát chorus, nhưng vì phát âm sai nên nữ diễn viên đã bị bạn trai tin đồn Kim Tuấn Kiệt chấn chỉnh ngay. Duy Khánh đảm nhiệm phần mở đầu bài hát khá suôn sẻ, đến lượt Kim Tuấn Kiệt rap đều bị Buka và Duy Khánh chê vì rap không có flow. Nối tiếp đó, Buka rap phần giọng nữ nhưng như mọi lần, nữ diễn viên lại lạc đến một tông hát xa lạ khiến Duy Khánh phải bật cười. Rap Nam Bộ hả má? Rút kinh nghiệm ở những lần trước, cả ba đã có màn song ca ăn ý, chuyên nghiệp hơn khi không chỉ lấy tâm lý nhân vật mà còn thêm cả hiệu ứng âm thanh vào bài hát. Tuy nhiên, hát người này đến người nọ quen lời, hát lấn sân của nhau rồi làm việc riêng, khiến tất cả trở nên mỏi mệt. Khép lại, Duy Khánh đã đề nghị cả nhóm tiếp tục phát triển ngành công nghiệp rap. Đáp lại đàn em, Buka hứa hẹn sẽ tự tay viết một ca khúc rap và ra mắt công chúng sớm. Bên cạnh đó, bà Năm Bóng còn hài hước đặt tên nhóm là 3K, Khánh, Kiệt, Ca. Ngay sau đó, chị cả Buka thắc mắc vì sao không đổi thành Ca, Khánh, Kiệt, thì bị Kim Tuấn Kiệt phản bác lại, Ca, Khánh, Kiệt thì không ngóc nổi lên đâu chị. Cách đùa nhây của bộ ba đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người cho rằng đây là trò giải trí mùa dịch rất thú vị mà các diễn viên cố tình chọc nhau để kẻ fan cười, mang đến niềm vui cho mọi người. Dạ ngay sau đây sẽ là ca khúc nhỏ lớp trưởng qua phần thể hiện đọc rap của Duy Khánh, Trinh Tuấn Kiệt và phần hát nhạc dạo của Buka. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Mày điên hả Khánh, cái đó ai gọi là hát nhạc dạo, nghe nó quê mùa quá à. Cái đó gọi là hát chorus em biết không? Năm học mới đã tới, chợt nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới, những chiếc áo dài thước tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá. Vào lớp mà nam còn ít hơn, vào một lớp mà nam còn ít hơn là nữ, mà mấy bà còn hung dữ nhưng được cái là rất xinh và cũng rất nhiệt tình, nên chúng mình mới khổ bị đè đầu cưỡi cổ bị sói vặt tùm lum. Tức quá, cái là chorus, chứ chorus là cái gì? Nhất là lớp trưởng có bắt mình làm gương, có kiểm tra bài tập, cứ không làm tìm mét cô. Nhiều lúc ăn zero, còn nhỏ thì cười hô hô, chỉ biết trách cái số, chơi cặp nhỏ chưa bồ. Đến hôm nay chị không nổi, ăn gói soi cũng không vô, cầm quyển sổ chọn lên tường. Nhỏ lớp trưởng chỉ đứng trăm rồi âm thầm quay bước đi, nghe thiên hạ đã rùng rợn, nước mắt nhỏ đó nghe ngào tuôn rơi. Trời trời, đọc rap gì mà không có cái flow. Ý là kiểu nó không có kiểu nghe nó tinh quái, kiểu nó sao ta, kiểu nó đi học á, kiểu phải nhức quỷ nhì ma lên á, đừng có đọc rap buồn nữa, bây giờ phải đọc rap kiểu vui vẻ năng động á, hiểu không? Rồi bây giờ tiếp là tới em nha, nè coi em đọc nè, năng động lên nè Gin ơi. Rồi cái từ ngày hôm đó nhỏ cũng không la ló và cũng không thèm ngó để mình qua một xóm, chẳng một ai chăm lo, còn mình tìm thấy tự do nhưng lại thiếu thiếu cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Hay để chị đọc khúc đó cho, chứ Jin đọc buồn quá à. Trời ơi, tới đó là tới chị bu vô rồi đó. Nắng đắp lên trên cao bị chim hót, nghe tiếng nói em yêu anh rồi, vì anh ngốc anh đâu biết được.
thì em cứ ngu ngơ thế thôi. Cứ lúc chốc chiều anh về thôi đó. Và em ước mong sẽ có ngày được nghe tiếng anh yêu nói rằng I love you. Xem chị thể hiện nè. Nắng lấp lánh trên cao đang chim hót, khẽ tiếng nói em yêu anh rồi. Vì anh ngốc anh đâu biết được, thì anh cứ ngu ngơ thế thôi. Cứ lấp chốt trêu anh vì thôi đó. Và em ước mong sẽ có ngày được nghe tiếng anh yêu nói rằng I love you, I love you. Ủa sao đoạn này giống hệt đoạn nãy vậy? Không có lời mới hả? Nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhá? Tối thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không? Cũng không biết nữa, có gì không nè? Hình như sai lô rồi, để chị lại. Cũng không biết nữa, có gì không nè? Cười thích thú gì kiểu chị được thể hiện á, được thể hiện. Thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không? Ủa xin hỏi ở trên tao trả lời rồi mà mày hỏi chi nữa vậy Khánh? Mày điên à? xin lỗi mạng lát. Rồi để tôi tiếp nè. Không có gì hết mà quyết định vậy nha. Đúng 7 giờ tối ở Galaxy, không gặp không về. Giải chút phút keo điệu gặp 3 tiếng đồng hồ, cả chục bộ đồ mà chẳng cái nào vừa ý. Mang đôi giày Adidas, thêm cái áo Gucci và cái quần Levi, trong mình thật bảnh trai. Đi ngang tiệm hoa mua cho nàng một bó xinh xinh nhỏ nhỏ thơm ngát hoa hồng. Vì hôm nay là ngày quan trọng, mấy lần nay mình chờ mong lời tỏ tình đầu lòng, cầu mong sẽ thành công. Nam mô, nam mô. Ủa sao khóc? Sao đọc mà khóc? Nhỏ lớp trưởng của em bị xì xào. Em hay không? Side effect đó, kiểu mà tiếng xung xao bàn tán của những người xung quanh mà thấy bé nhỏ lớp trưởng bị ngã quỵ, bị thương ngoài đường á. Là có thật sự là đang nhắc không? Là cái này là nhắc chưa vậy má? Hay là hát luôn rồi? Trời ơi trời. Cái là hát luôn rồi cho nên em khỏi hát nữa. Vì em xứng đáng. Thành. Tôi phải hát cái đoạn này của tôi, là tôi lấy tâm lý từ nãy giờ nè. Để tôi tới chị nha, tới chị đúng không? Tới chị, em mất cơ hội rồi. Đi làm gì thì kệ chị, tâm lý của chị chứ không phải tâm lý của em. Alo ạ, à. Alo, mình lấy tâm lý xong chưa ạ? Lâu quá ạ, à. Nhanh đi còn đi hút cứt mèo nè. Tôi không biết mà đỡ tôi vậy. Mà làm gì ngồi đấy? Mà sao? Ngốc quá vậy trời. Trời hồi mà không thấy cái tấm ở đây làm sao. Rồi ngày mai ông bệnh ai làm ô xin cho tôi. Còn ai để tôi bắt nạt, còn ai để tôi đi chơi. Thật là ngốc quá trời. Trời ơi là trời. Xí có cái câu cuối là cái gì còn để ai cho tôi chơi là sao má? Còn ai chở tôi đi chơi chứ, bà đọc cái gì vậy? Lại cái câu chở đi chơi, đọc lại câu chở đi chơi đi trời. Chị là còn ai chở tôi đi chơi á, mà chị đọc thiếu chữ chở, chị nói là còn ai để tôi chơi. Cái gì chị đọc lại. Ê, mà nói nghe nè, cho em hỏi thăm tí xíu, con nhỏ lớp trưởng này cuối cùng nó tên gì vậy? Bao nhiêu năm trời em nghe bà này mà em thắc mắc, em không biết nó tên gì luôn á. Ra nó hồi nhỏ, chữ lớp tên là lớp, còn cái tên đó là trưởng. Cho nên tên của nó là họ và tên là nhỏ lớp trưởng. Ra nó không có chức vụ gì trong lớp hết á, nó chỉ là lớp viên thôi. Để bữa sau chị viết một bài xong rồi tụi mình rap với nhau nha.
chị nói hoài mà em vẫn không hiểu vấn đề này vậy Khánh? Cái giọng hát của chị thua cái đống cước mèo nhà em hay sao mà em cứ hót cước mèo mỗi lần chị hát rồi vậy Khánh? Trong tối qua, Buka và Duy Khánh đã cùng góp mặt trong một bài phỏng vấn online. Nổi tiếng là những con người biển cả của showbiz Việt, khỏi phải nói, hai chị em thân thiết này đã tung hứng cực kỳ ăn ý và thoải mái dìm hàng nhau, khiến khán giả thích thú. Mở đầu buổi giao lưu, Buka và Duy Khánh đã ngay lập tức gửi tặng khán giả một bản song ca rất quen thuộc. Thế nhưng, không hiểu Buka đã hát như thế nào khiến đàn em liên tục, của chị, và cũng không rõ phải tiếp lời ra sao. Thậm chí, Duy Khánh còn tiết lộ mình nhiều lần muốn block luôn cả Facebook của Buka. Mùa dịch ở nhà, khán giả thường xuyên thấy Buka chia sẻ clip nấu ăn, hướng dẫn làm bánh lên mạng xã hội. Còn Duy Khánh là những clip TikTok đầy ấn tượng, được quay chỉnh chu. Bên cạnh đó, cả hai còn có những hoạt động riêng và sẽ bật mí với khán giả trong clip. Khi biết đàn chị thích đọc sách, Duy Khánh ngỏ ý gửi tặng Buka quyển Giới hạn của điểm dừng. Lý do là việc cô chị đồng tháp nổi tiếng Lê Tông đã có niềm đam mê ca hát mãnh liệt không điểm dừng. Chính vì thế, Duy Khánh muốn tặng cuốn sách này để Buka bớt hát lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trương. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.